Khu vực các tỉnh miền Trung hiện có hệ thống đập hồ chứa thủy lợi khá lớn. Và các công trình này ngoài cung cấp nước phục vụ các hoạt động sản xuất, dân sinh, thì còn đóng một vai trò quan trọng trong việc điều tiết thoát lũ, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên hiện nay, nhiều công trình hồ chứa vừa và nhỏ được xây dựng từ những năm 70 và 80 của thế kỷ trước đã bị xuống cấp, phải sửa chữa cấp bách để đảm bảo an toàn cho công trình và giảm thiểu rủi ro ngập lụt hạ du. Và dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập, gọi tắt là VKB8, vay vốn của Ngân hàng Thế giới đang triển khai, đã tiến hành sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn cho khoảng 450 hồ chứa trên cả nước. Phần thân đập của hồ Chi Báo, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã bị nứt nẻ và rò rỉ. Một số vị trí cũng bị hư hỏng, xuống cấp. Mặc dù địa phương đã gia cố tạm thời, tuy nhiên sau các đợt bão lũ năm 2021, phần thân đập lại bị sạt lở. Nhiều hồ chứa nhỏ và vừa ở Hương Sơn được đắp bằng đất và có thời gian sử dụng từ 40 đến 50 năm nên đã bị xuống cấp nghiêm trọng, và trong mùa mưa, mực nước tại một số hồ đã vượt thiết kế, đe dọa đến an toàn công trình và vùng hạ du. Thân Lĩnh thì có trên 10 cái con hồ đập như này. Tuy nhiên thì các cây hồ đập này thì đã được thi công đưa vào khai thác sử dụng hàng chục năm rồi. Cho nên là cái việc mà mỗi lần mưa lũ đến thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho các cái vùng mà dân sống ở giữa hạ du và thân đập. Do số lượng hồ đập xuống cấp khá nhiều, kinh phí hạn hẹp nên công tác khắc phục hồ đập đang gặp nhiều khó khăn. Thông qua dự án VKB8, với sự hỗ trợ vốn của Ngân hàng Thế giới, tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai sửa chữa 8 công trình hồ đập lớn đã bị xuống cấp ở các huyện Thạch Hà, Vũ Quang, Hương Sơn và thị xã Kỳ Anh. Nhiều năm qua thì được sự giúp đỡ của chính phủ, của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các bộ trung ương thì Hà Tĩnh đã được quan tâm kiến cố hóa, an toàn được khá nhiều cái hồ đập. Tuy nhiên là cái số lượng hồ đập được xây dựng từ những cái năm 60, 70, 80 chủ yếu là bằng đất, quá đánh giá thì cái tính an toàn là cần phải quan tâm cái việc này. Tuy nhiên là cái nguồn vốn địa phương thì khó khăn. Tại nhiều tỉnh thành ở miền Trung hiện cũng đang gấp rút hoàn thiện việc sửa chữa các hồ chứa xuống cấp thuộc dự án VKB8. Vượt qua giai đoạn mưa lũ cao điểm nhất, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành xong việc gia cố các phần thân đập chính và tràn xả lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình. Dự án VKB8 thì hiện nay 8 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì đã thi công vượt cái khả năng và ảnh hưởng về lũ. Sở Nông nghiệp Nông thôn cũng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý thi công thực hiện cái công tác là đảm bảo an toàn đập, thi công trong mùa lũ cũng đảm bảo an toàn về vấn đề điều tiết xả lũ hồ chứa, cũng như là thực hiện cái vấn đề là đảm bảo an toàn công trình đối với các công trình đang thi công. Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay việc đảm bảo an toàn đập và hồ chứa nước ở Việt Nam là vấn đề cũng như là một thách thức rất lớn, khi cả nước có đến 1.200 hồ đập hư hỏng, mất an toàn, cần phải sửa chữa. Dự án VKB8 vay vốn Ngân hàng Thế giới đã góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an toàn đập và hồ chứa nước tại Việt Nam. Thì đến bây giờ thì cái số lượng hồ đập mà ở trong cái diện an toàn, không an toàn thì cần phải sửa chữa ngay thì càng ngày nó càng ít lại, vì chúng ta đã đầu tư rất nhiều rồi. Vừa rồi thì riêng cái dự án World Bank 8 thì đã sửa chữa được 450 cái hồ đập lớn. Một số cái mà thực hiện theo cái chỉ thị và cái kinh phí mà chính phủ cho khoảng 500 tỷ thì cũng đã sửa chữa được một loạt các cái hồ đập cho các địa phương. Đến bây giờ thì còn khoảng 200 cái hồ đập ở cái diện nguy hiểm mà chúng tôi thấy cần phải làm ngay. Cái thứ hai là khoảng gần 1.000 cái hồ đập mà nhỏ cần phải sửa chữa tiếp theo. Thì sắp tới cái đầu tư công trung hạn 25 này chúng ta sẽ tiếp tục làm. Đến thời điểm này, mục tiêu đã đạt được nhờ sự nỗ lực của Ban Quản lý Trung ương và các dự án thủy lợi, Ban Quản lý dự án VKB8 và sự vào cuộc chặt chẽ của địa phương. Đặc biệt, hiện nguồn kinh phí của dự án còn lại khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Bộ sẽ tiếp tục đề nghị phía Ngân hàng Thế giới chấp thuận cho phép sử dụng để sửa chữa thêm 100 hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp nữa, để tiến gần hơn đến mục tiêu đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước tại Việt Nam.